Nếu như không được vào đây, không được trải nghiệm, không được nghe về cái chiến tích hào hùng ở đây thì tất cả những người trẻ như chúng tôi sẽ không thể hiểu được rằng là các anh hùng liệt sĩ ngày trước đã khó khăn như thế nào, đã vất vả như thế nào và đã hiên ngang anh dũng như thế nào. Và ngày hôm nay khi ở nghĩa trang Trường Sơn, ở những cái bia mộ mà cái năm sinh và năm mất, cái ngày xuất ngũ và cái ngày hy sinh, cái khoảng cách nó rất là ngắn. Thậm chí có những anh hùng chỉ 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, rất là xanh so với mình. Đến bây giờ mình còn thấy có rất nhiều sự tiếc nuối. Thế nhưng mà các anh thì đã bỏ hết lại, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại mẹ già, bỏ lại gia đình để cho chúng ta có được một cái cuộc sống ngày hôm nay. Và đến thời điểm này, khi bước chân vào đây thì mình cảm nhận được sâu sắc nhất là cái niệm tri ân của mình dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Tôi đến thăm các anh nơi chiến trường xưa, anh ra đi không trở về, anh mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất anh yêu thương. Ơi người chiến sĩ, tôi đến thăm các anh, mắt lệ nhòa tôi đến thăm các anh, thổn thức tình non. Vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, anh nằm xuống ôm trọn núi sông này, anh hy sinh cho đất nước tươi đẹp ngày hôm nay. Tôi đến đây gửi khắp tâm tình, mãi biết ơn người chiến sĩ năm nào. Tôi đến rất là biết ơn nhờ sự hy sinh cao cả của anh mà giờ đây chúng ta có được một cuộc sống bình yên như vậy. Và con rất là tri ân sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng cũng như cô chủ nhiệm đã khiến cho chúng con biết được sự hy sinh lớn lao của các anh để cho chúng con tu trưởng được tâm biết ơn lên đối với các anh. Và vâng theo lời Đức Phật dạy, đây là một trong bốn trọng ân mà người Phật tử cần phải ghi nhớ.